Vâng, ok, em xin chào các anh. Nay em bán xả thanh mí một cái con cục công suất V5 đó. Và đây, bán kèm theo một đôi 06A quý vị nhé. Loa on Q06A, dòng loa mà có thể nói rằng là em đánh giá là đây là một trong những cái dòng loa bookshelf mini mà nó tiếng của nó phê nhất của dòng on Q luôn các bác nhé. 06A. Đấy. Con này về đây hình tình trạng như hình nhé. Hàng còn đẹp. Đấy. Loa màng giấy gần mút xốp, gần mút xốp chép đom nhé. Đấy. Tất cả cái dòng gân này em cũng xin nói luôn, tất cả những cái gân của 06A này về thì đều sẽ cần được dán lại gân nhé. Và tất cả con này là em đã đi dán lại gân cho quý vị rồi. Đấy. Này về chỉ việc dùng thôi nhá. Còn vì là tất cả những cái gân của chúng nó khi mà về đến Việt Nam mình đây, đấy, từ bên ngoài, từ hàng bãi từ bên ngoài về, đấy là gân nó đều đã cứng và nó đã mục rồi. Đấy. Và đều phải thay mới hết quý vị nhá. Nó giống như kiểu nó là những cái linh kiện tiêu hao quý vị. Nó gọi là những linh kiện tiêu hao mà sau thời gian sử dụng dài thì mình sẽ phải thay thế để cho đảm bảo cái chất âm của loa, đảm bảo cho nó hoạt động tốt. Đấy, thì cái gân này cũng nó cũng là như vậy nhé. Cái gân sẽ phải cần phải thay để cho nó đảm bảo là loa nó chạy tốt, ổn định, thấy chưa? Đấy. Còn nếu như mà để cho quý vị về dùng cũng được thôi, nhưng mà có những con thì về thì được vài ngày nó đã rách rồi. Đấy, có một vài con bền hơn được khoảng vài tháng là nó sẽ rách gân nhé, nên là tốt nhất là về là cứ thay luôn cho nó nhanh, ok không ạ? 06A thì đôi 06A là giá của nó là 1.250.000. Còn con V5 này nhá thì em bán thanh lý là bao chạy công suất để về cắm cái đường điện thoại máy tính anh nhà, với giá là đi 700. Đấy, bác nào mua Android cho em nhé, 700. Đấy, tình trạng con này như sau. Đây. Con này đường quang. Đấy. Đường quang thì có thể đấy là quý vị có thể thấy là nó sẽ không ra tiếng nhá. Đấy, thi thoảng nó kêu tẹt tẹt cái này thôi. Không ra được tiếng. Nhà em đã thử rồi, cho đường có tiếng vào là không được nhá. Có như đường quang là hỏng đi. Đấy. Thì bây giờ còn cắm được điện thoại máy tính đường DAV là cái đường này, đường nai 1 đây vẫn dùng được bình thường nhá. CDMD thì thôi coi như là bỏ qua luôn, không bao chạy nữa nhá, chỉ bán chạy công suất thôi. Con này có chỉnh bát tép này. Ok chưa? Đấy nhá. Ấn tông này rồi xoay này, ok chưa? Thì đấy là cách chỉnh bát tép nhá, đơn giản vậy thôi. Đấy thì con V5 này là 700 mà đôi loa này là 1.250.000 thì tổng cả bộ này 1.950.000 thôi. Nhưng mà nghe nhạc rất là hay. Giờ em xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của nó nhá. Và bác nào thích lấy này loa cũng được, thích lấy này cục cũng được nhá. Cục 750, 700 và loa là 1.250.000 nhá. 062A nhá. Loa bác là rất là sâu và tiếng tép nó rất là sáng. Trung âm các anh nghe tiếng guitar rất là rõ nét. Nói chung con này là ba giải khá hài hòa với nhau. Ok, thì đấy là con V5 và loa 06A nhá. Thì 1.950.000 cả bộ này, 700 cục V5 và loa là 1.250.000. Và xin chào quý vị và xin gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của bên em.
Quý vị lưu ý là những cái đôi này nhá, giá hiện tại nó đang là 1.250.000, nhưng còn có thể là sau đợt này nó chưa chắc là có giá này. Quý vị nào ai mua Ano cho em luôn nhá. Đấy. Những cái đôi này các bác biết rồi, trước đây giá của nó tầm khoảng 1.600.000 một đôi đây, vì nó là hàng bookshelf rất là hay, nhưng mà gần đây nó giá nó đang được rẻ thì quý vị lấy sớm đi nhá. Đến lúc mà đồng yên nó lên thì nó mới lên theo là toi đấy nhá. Em xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của bên em. Vâng.